Giá cà phê hôm nay ngày 19 tháng 2 năm 2024 trong khoảng 80.300, 81.400 đồng một kg. Dù hai sàn giao dịch thế giới nghỉ cuối tuần nhưng giá cà phê trong nước vẫn tăng mạnh. Những lo ngại liên tục về nguồn cung, cùng với tồn kho trên sàn thấp kỷ lục đẩy Robota tăng tới 14% tính từ đầu năm. Thị trường cà phê trong nước tăng so với cùng thời điểm hôm qua. Dù hai sàn giao dịch thế giới nghỉ hai ngày cuối tuần trước nhưng giá cà phê trong nước vẫn tăng mạnh. Báo cáo của Tổ chức Cà phê Quốc tế, ICO, cho thấy giá Robota đã tăng lên mức cao nhất trong 30 năm do lo ngại nguồn cung thắt chặt tại Việt Nam, nước xuất khẩu Robota lớn nhất thế giới. Những lo ngại liên tục về tình hình nguồn cung, đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á, cùng với tồn kho trên sàn ICO thấp kỷ lục đẩy Robota tăng tới 14% tính từ đầu năm đến nay đà tăng ở Việt Nam thậm chí còn mạnh hơn khi các thương nhân vẫn đang giữ lại hạt cà phê với kỳ vọng giá cao hơn. Điều này càng làm trầm trọng thêm các vấn đề về nguồn cung. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 3 năm 2024 tăng 26 đô la Mỹ một tấn, ở mức 3.231 đô la Mỹ một tấn, giao tháng 5 năm 2024 tăng 33 đô la Mỹ một tấn, ở mức 3.141 đô la Mỹ một tấn trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3 năm 2024 tăng 1,55 cent LB, ở mức 190,85 cent LB, giao tháng 5 năm 2024 tăng 1,55 cent LB, ở mức 186,7 cent LB. Tuần trước vị thế kinh doanh của hai sàn vẫn dư mua, tuy nhiên tồn kho trên sàn London tiếp tục giảm. Ngày thông báo đầu tiên, FNJ với New York là ngày 21 tháng 2 và với London là 26, hai đã thúc đẩy các quỹ và đầu cơ buộc phải cân đối vị thế rồng để giảm thiểu rủi ro trong tuần qua. Kết tuần trước, sàn London có 3 phiên giảm đầu tuần và 2 phiên tăng liên tiếp cuối tuần. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 3 giảm tất cả 118 đô la Mỹ và kỳ hạn giao tháng 5 giảm tất cả 76 đô la Mỹ tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 80.300 đồng 1 kg. Tại huyện cư MG, Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay ở mức 81.100 đồng 1 kg. Tại huyện Ea Hờ Leo, Đắk Lắk, Buôn Hồ, Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 80.000 đồng 1 kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông. Giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 81.400 đồng 1 kg tại Gia Nghĩa và 81.300 đồng 1 kg ở Đắk trời Lấp, tại tỉnh Gia Lai. Giá cà phê hôm nay ở mức 81.000 đồng 1 kg, Chư Prong, ở Pleiku và La Cửa Rai cùng giá 80.900 đồng 1 kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 80.900 đồng 1 kg.